Hai viên này không chỉ tăng sức đề kháng của người dùng mà còn mang năng lượng của tiên giới và ác ma. Bằng một cách kịch nghệ nào đó, viên ác ma nhập vào người vợ đang lâm bồn của Lý Tịnh, khiến bà hạ sinh ra một ông tiên mập địt. Đối mặt với những nhân vật chính là các thế lực đen tối gồm ACN, Lý Tịnh, Na Cha và anh chàng họ Trần, gói ghém hành lý và ngồi im trước màn hình TV để cùng Na Cha tham gia hành trình đi tìm ông tiên ACN mập địt để đời, nơi cậu đi mẹ thần công báo chim đen và Samsung White Talon, niềm hy vọng của lòng chim để trả thù Na Cha chim mập, một thanh niên chưa có người yêu nhưng đã có hai sừng. Mùa dịch này, thưởng thức kiệt tác hoạt hình sáng tạo bởi một kẻ nổi loạn kể về một kẻ mập địt, người đáng nhẽ phải biến Na Cha thành soái ca bảo vệ trái đất khỏi Thanos, nhưng do tham ăn tục uống đã lơ là nhiệm vụ và cuối cùng dẫn đến một cái kết không ai ngờ tới. Nếu muốn biết cái kết như nào, hãy đi mẹ ACN chim đen mập địt.